Rồi, hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Vẫn là Bi đây và rất vui được gặp lại trong nhật ký nước cá bảy màu. Và ngày hôm nay mình có chủ đề thú vị muốn chia sẻ với các bạn đây. Chuyện là hôm nay khi mà mình lướt để trả lời các comment của các bạn thì có một comment của bạn Quang Hà, đó là ông anh bảo mình mới tập nuôi thì nuôi cá tạp về nuôi lấy kinh nghiệm. Rồi sau hẳn mua cá đẹp về nuôi vì mới tập cá hay bị chết nên cũng đỡ tiếc chứ mua cá đẹp về mà chết dễ bị nản lắm. Và mình thấy chủ đề này khá là thú vị đấy chứ. Có nhiều bạn hỏi mình và bây giờ mình sẽ chia sẻ cái góc nhìn cá nhân của mình, cái quan điểm và cái suy nghĩ của mình về cái chuyện mà người mới nên nuôi cá tạp hay là bảy màu thuần chủng ha. Rồi, vậy thì trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cá tạp là gì, bảy màu thuần chủng là gì. Tại vì kênh của mình chủ yếu là dành cho những bạn mới tập nuôi cá, bởi vậy có thể là có nhiều bạn sẽ chưa hiểu rõ được vấn đề này. Thì bạn nào biết rồi thì coi như nghe lại cho vui ha. Thì bảy màu thuần chủng là những dòng bảy màu mà chúng ta nuôi, nó đẻ ra cái đời con, nó giống với bố mẹ. Thì tức là cái cặp cá đó đó, nó đẻ ra và những con cá con nó lớn lên, nó có màu sắc và hình dáng giống như cá bố mẹ, thì người ta gọi đó là bảy màu thuần chủng. Còn những con bảy màu mà nó kết đôi với nhau, nó sinh sản và cái đời con nó đẻ ra thì ra màu này màu kia, ra rất là nhiều màu mà có khi là không giống bố mẹ, thì chúng ta gọi đó là cá bảy màu tạp. Tại vì nó bị lai bởi nhiều dòng cá bảy màu với nhau, nó nhiều màu sắc với nhau, tạo ra những con nó không giống với đời cá bố mẹ nữa, thì lúc đó cá bảy màu được gọi là lai tạp và gọi nôm na là cá tạp ha. Vậy thì chúng ta cùng quay lại với chủ đề là người mới tập nuôi cá quy thì nên nuôi cá tạp hay cá bảy màu thuần chủng. Thì cái này nó nằm tùy thuộc vào cái sở thích của bạn. Vậy tức là sao? Tức là khi mà bạn là một người nuôi cá và bạn không quan tâm đến cái chuyện là cá con nó ra có giống cá bố mẹ hay không, và sau này khi mà cá con lớn lên các bạn có share, có bán cho những người khác để kiếm lời, kiếm thu nhập hay không, thì bạn cứ kiếm cá tạp mà nuôi. Kiếm mấy con đẹp đẹp á, mua mấy con đẹp thật đẹp về nuôi, nó vừa rẻ nó vừa đẹp nha. Tại vì khi mà chúng ta nuôi nhiều dòng cá guppy chung với nhau thì nó sẽ lai với nhau, tạo ra những cái màu sắc và những cái dòng nó bị hỗn tạp lại, thì lúc đó con cá nó không còn giá trị nữa. Mình nói giá trị ở đây tức là giá trị về mặt vật chất, khi mà chúng ta trao đổi với nhau, chúng ta buôn bán cho nhau thì một con cá lai tạp nó bị giảm giá trị hẳn đi so với một con cá bảy màu thuần chủng ha. Bởi vậy cho nên nếu bạn không quan tâm đến cái chuyện cá nó lai tạp với nhau tạo ra dòng cá tạp, và không quan tâm đến chuyện là chúng ta sau này sẽ share, sẽ bán cá cho người khác, thì ok, cứ nuôi cá tạp đi, nó vừa rẻ nó vừa đẹp ha. Rồi còn những trường hợp còn lại thì mình khuyên các bạn là cứ lựa những dòng bảy màu thuần chủng mà nuôi. Cho dù bạn là người mới tập nuôi đi chăng nữa, bạn cứ lựa những dòng bảy màu thuần chủng mắt đen nha và dễ nuôi, thì các bạn nuôi những dòng đó thì nó sẽ đã hơn. Mình có một video về những dòng cá guppy dành cho những người mới tập nuôi, dễ sống và dễ sinh sản, thì mình để link video bên dưới cho các bạn tham khảo nha. Mình biết là sẽ có nhiều người khuyên các bạn là khi mà mới tập nuôi thì cứ nuôi cá tạp đi, lấy kinh nghiệm, có chết cũng đỡ tiếc ha. Nhưng mà mình hoàn toàn không nghĩ như vậy đâu mấy bạn. Tại vì khi mà các bạn nuôi những dòng cá tạp, giá trị nó không có, thì các bạn dễ bị một cái, đó là các bạn không coi trọng những con cá đó. Tại vì nó quá rẻ và các bạn cứ mang cái suy nghĩ là thôi chứ, coi như học phí đi, chết thì mua con khác. Thì các bạn sẽ không có cái tâm lý luôn luôn chú trọng con cá của chúng ta và tìm cách để chữa bệnh, thì cái khả năng và cái kỹ năng nuôi cá của bạn nó không thể nào phát triển một cách nhanh chóng được hết á. Mà các bạn biết là nuôi cá luôn luôn có cá có khả năng bị bệnh, thành ra cái kỹ năng mà chữa bệnh cho cá nó rất quan trọng luôn. Vậy khi mà các bạn nuôi cá tạp, các bạn cứ chủ quan, các bạn không coi trọng nó như vậy thì các bạn đâu có chữa bệnh cho nó, và lúc mà các bạn nuôi cá bảy màu thuần chủng giá trị cao đắt tiền thì các bạn cũng đâu có biết cách chữa bệnh cho nó đâu, đúng không? Vậy nên nuôi cá bảy màu thuần chủng hẳn luôn, chọn dòng nó rẻ rẻ, nó khỏe như những dòng mắt đen, nuôi hẳn luôn để chúng ta dành được những cái sự quan tâm cho con cá của chúng ta. Rồi, cái yếu tố thứ hai là gì?
đó là các bạn nuôi được cái dòng cá bạn thích. Các bạn biết là khi chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta có sự đam mê, sự say mê, sự hào hứng với cái chuyện đó, thì chúng ta làm nó rất là thú vị, rất là vui vẻ và cảm thấy không có áp lực. Còn nếu mà các bạn cứ chạy đi mua những dòng cá tạp các bạn nuôi, rồi các bạn thấy những người khác nuôi ra những con là Dumbo đẹp quá, những con rồng đỏ đẹp quá, các bạn ngồi các bạn ước, rồi nhìn lại cái đàn cá tạp của mình, sao nó bèo nhiều quá vậy ta. Tới lúc đó bạn lại cảm thấy ước và tiếc là tại sao mình không nuôi cá bảy màu thuần chủng luôn đi ha. Rồi ok, vậy chốt lại lời khuyên của mình dành cho những bạn mới tập nuôi guppy, đó là nếu các bạn không quan tâm đến cái việc mà cá nó sẽ lai tạp với nhau ra những dòng cá khác, hoặc không quan tâm đến cái chuyện sau này sẽ share những con cá con nó lớn lên cho người khác, và thích cái sự đa dạng về màu sắc, thì các bạn cứ nuôi cá tạp đi, ra ngoài chọn những con cá nào mà nó đẹp nhất, nó khỏe đem về nuôi. Còn bạn nào mà phân vân về cái chuyện là sau này cá con nó ra thì nó không có giá trị, thì hãy nuôi dòng cá bảy màu thuần chủng luôn. Hãy chọn những con cá mắt đen và là dòng các bạn thích nha. Giá trị nó thấp thấp, nó vừa phải một chút. Giống như clip trước mình nói thì giá trị nó khoảng chừng 30-80 ngàn một cặp. Thì các bạn có thể lựa chọn khoảng chừng 30 ngàn một cặp thôi, các bạn mua khoảng chừng 2-3 cặp đem về nuôi để mà lấy kinh nghiệm. Và hãy nhớ, các bạn mới bắt đầu thì chỉ nên nuôi một loại cá thôi. Tại vì khi mà các bạn nuôi nhiều dòng cá cùng một lúc á, thì nó sẽ rất mệt và các bạn dễ dẫn đến tình trạng nản ha. Cứ nuôi một dòng cá mắt đen để cho các bạn lấy kinh nghiệm, lấy những cái khả năng xử lý khi mà con cá bị bệnh, xử lý nước, xử lý hồ ra sao, như thế nào ha. Khi mà các bạn cảm thấy mình lên đô rồi á, rồi ok, chúng ta quất tiếp những dòng tiếp theo. Thậm chí là các bạn cảm thấy mình ok rồi, ổn rồi, thì cứ chạy ra mua cá mắt đỏ về nuôi, Blue Topaz, Koi Red chẳng hạn, chơi luôn, ngại gì. Lúc mà chúng ta đã có những kinh nghiệm, có những khả năng cần thiết rồi, thì các bạn cứ phát triển đi. Còn nếu mà các bạn chưa có bất kỳ một cái gì hết, thì cứ bắt đầu từ những dòng thấp nhất, đó là những dòng guppy mắt đen. Đừng chọn mắt đỏ khó nuôi lắm. Và chọn cái dòng bạn thích để mà sau này chúng ta có những đam mê, có những trải nghiệm, và các bạn không phải ước khi nhìn cá của người khác nữa. Rồi ok, thì đó là cái quan điểm của mình. Thì ý kiến của các bạn ra sao, hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nếu mà thích video của mình, hãy nhấn like và subscribe nhé. Tạm biệt.